Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 học tốt. Hãy bấm vào nút đăng ký dưới video và bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3. Chúng ta sẽ ôn tập và tự học ở nhà trong thời gian các con nghỉ học để phòng bệnh cúm corona. Bài ôn tập ngày hôm nay các con thực hiện 4 câu bài tập. Và 4 câu bài tập này sẽ giúp các con chúng ta sẽ luyện đọc, luyện viết và chúng ta ôn tập về các kiểu câu ai là gì, ai làm gì và ai thế nào. Các con chúng ta hãy ghi chép 4 câu bài tập vào trong sổ trắng. Sau đó thì các con hãy đọc kỹ yêu cầu từng câu và chúng ta bắt đầu làm bài tập nhé. Thời gian làm bài của các con khoảng từ 40 đến 60 phút. Các con chúng ta cùng lắng nghe cô đọc các câu bài tập trong cái tiết ôn tập ngày hôm nay. Câu 1. Đọc bài Nhà bác học và bà cụ, sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, trang 31 và 32. Đọc 3 lần. Câu 2. Trả lời các câu hỏi cuối bài Nhà bác học và bà cụ mà em vừa đọc. Viết câu trả lời vào sổ trắng. Câu 3. Xác định các câu sau thuộc kiểu câu nào? Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? A. Bạn Hùng đang vẽ một bông hoa là kiểu câu... B. Bạn Hùng là người vẽ giỏi nhất lớp là kiểu câu... C. Bạn Hùng vẽ rất đẹp là kiểu câu... Câu 4. Tìm các từ chỉ sự vật thích hợp, điền vào chỗ chấm. A. Là học sinh lớp 3B. B. Lớp em có màu xanh. C. Mùa hè... nở đỏ rực. D. Chim... hót véo von trên cây. Đây là 4 câu bài tập mà các con chúng ta sẽ thực hiện trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Các con chúng ta hãy làm bài trong thời gian khoảng 60 phút. Sau khi các con làm bài xong rồi thì các con chúng ta hãy tiếp tục mở video của cô để kiểm tra cái đáp án của mình, xem là chúng ta đã làm bài như thế nào nhé. Câu 1. Đọc bài Nhà bác học và bà cụ, sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, trang 31 và 32. Đọc 3 lần. Như vậy câu số 1 yêu cầu các con chúng ta thực hiện đọc 3 lần, giúp cho các con chúng ta sẽ rèn luyện kỹ năng đọc để các con có thể đọc bài đúng các từ có trong bài, đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu, và đặc biệt hơn là các con chúng ta sẽ đọc diễn cảm và đọc hay câu chuyện. Vậy thì các con chúng ta hãy chăm chỉ đọc. Bạn nào mà chúng ta đọc cảm thấy chưa được trôi chảy thì các con chúng ta có thể đọc nhiều hơn 3 lần. Những từ ngữ nào khó, các con thấy là mình hay phát âm sai thì các con chúng ta hãy phát âm từ khó đó nhiều lần. Sau đây cô giáo sẽ đọc bài Nhà bác học và bà cụ. Các con chúng ta cùng lắng nghe và đọc theo cô nhé. Nhà bác học và bà cụ. Edison là nhà bác học nổi tiếng người Mỹ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ 12 cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường, bóp chân, đấm lưng thùm thụp. Lúc ấy, Edison chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ nói, già đã phải đi bộ gần 3 giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Edison làm được cái xe chở người già đi nơi này nơi khác, có phải may mắn cho già không? Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ. Đi xe đấy thì ốm mất,
Già chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Edison. Ông reo lên: "Cụ ơi, tôi là Edison đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy." Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Edison bảo: "Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên." Từ lần gặp bà cụ, Edison miệt mài với công việc chế tạo xe điện và đã thành công. Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Edison mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo: "Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé." Bà cụ cười móm mém: "Cảm ơn ông, giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi." Theo truyện đọc lớp 3 năm 1995. Vừa rồi thì cô vừa đọc mẫu cho các con nghe bài Nhà bác học và bảo cụ. Các con chúng ta chăm chỉ luyện đọc và cố gắng chúng ta sẽ đọc đúng, đọc trôi chảy. Và bên cạnh đó thì các con chúng ta hãy rèn đọc cho diễn cảm, đọc thể hiện lời của các nhân vật trong câu chuyện cho phù hợp. Chúc cho các con chúng ta sẽ luyện đọc và đọc bài thật là hay. Sau đây thì cô sẽ mời các con chúng ta tiếp tục thực hiện câu bài tập số 2. Câu số 2: trả lời các câu hỏi cuối bài Nhà bác học và bà cụ mà em vừa đọc. Viết câu trả lời vào sổ trắng. Câu số 2 này giúp cho các con chúng ta sẽ rèn kỹ năng đọc hiểu. Các con trả lời được các câu hỏi có nội dung ở trong bài. Bên cạnh đó thì việc các con viết câu trả lời vào sổ trắng giúp cho các con chúng ta sẽ luyện kỹ năng viết chữ. Và cố gắng khi chúng ta viết thì các con chúng ta viết chữ cho đẹp, cho đúng mẫu chữ. Các câu hỏi của bài Nhà bác học và bà cụ gồm có 5 câu. Sau đây thì cô sẽ đọc 5 câu. Các con chúng ta cùng cô đọc và tìm hiểu nhé. 1. Hãy nói những điều em biết về Edison. Câu 2. Câu chuyện giữa Edison và bà cụ xảy ra vào lúc nào? Câu 3. Vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo? Câu 4. Nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện? Câu 5. Theo em, khoa học đem lại ích lợi gì cho con người? Các con chúng ta đã làm bài rồi. Vậy thì câu trả lời của các con như thế nào? Sau đây cô mời các con sẽ cùng cô, chúng ta sẽ kiểm tra lại câu trả lời của mình nhé. Câu 1. Hãy nói những điều em biết về Edison. Để chúng ta trả lời câu hỏi này thì các con chúng ta hãy đọc thầm lại đoạn 1 và chúng ta dựa vào hiểu biết của mình để các con trả lời. Edison là một nhà bác học người Mỹ tài ba, sinh năm 1847 và mất năm 1931. Ông đã có hàng ngàn phát minh góp phần làm cho cuộc sống của loài người thêm văn minh và tiến bộ. Câu hỏi thứ 2: câu chuyện giữa Edison và bà cụ xảy ra vào lúc nào? Để trả lời câu hỏi này thì các con chúng ta vẫn đọc thầm đoạn 1 để trả lời. Câu chuyện giữa Edison và bà cụ xảy ra khi ông chế tạo thành công đèn điện. Bà cụ đã đi bộ gần 3 giờ để đến xem phát minh kỳ diệu ấy. Do đó mà bà đã vô tình gặp được Edison và trò chuyện với ông. Câu số 3: vì sao bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo? Để trả lời câu hỏi này, các con chúng ta đọc thầm đoạn thứ 2 nhé. Bà cụ mong có chiếc xe không cần ngựa kéo mà chạy thật êm là vì bà đã già rồi. Xe ngựa chạy thì rất là sốc, làm cho bà đau như cả người, rất là mệt mỏi. Cho nên bà muốn là có một chiếc xe mà không cần ngựa kéo mà lại thật êm. Câu hỏi số 4: nhờ đâu mà mong ước của bà cụ được thực hiện? Để trả lời câu hỏi này, các con chúng ta sẽ đọc đoạn thứ 3.
Nhờ tài năng, sức sáng tạo và lòng kiên trì lao động của nhà bác học mà mong ước của bà cụ đã trở thành hiện thực đấy. Câu hỏi thứ 5, theo em thì khoa học đem lại ích lợi gì cho con người? Vậy thì để trả lời câu hỏi này, các con chúng ta hãy nói theo ý hiểu của mình. Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều những cái dụng cụ, những cái phương tiện rất là hiện đại phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Tất cả là đều nhờ vào khoa học. Và qua cái bài nhà bác học của bà cụ này thì chúng ta thấy được là khoa học đem lại cho con người chúng ta là làm cho đời sống con người ngày càng văn minh và tiến bộ hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta thêm đầy đủ hơn, sung sướng hơn. Đó là những cái điều rất là tuyệt vời mà khoa học đem lại. Như vậy thì qua việc chúng ta trả lời các câu hỏi ở cuối bài và qua việc đọc bài thì các con thấy được là câu chuyện nhà bác học và bà cụ là một cái câu chuyện ca ngợi về một nhà khoa học người Mỹ rất là tài năng, rất là sáng tạo và có một cái sự kiên trì và cái lòng mong muốn là muốn mang cái điều tốt đẹp đến cho con người. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện cái câu thứ 2. Tiếp tục thì cô mời các con chúng ta theo dõi và chúng ta sẽ tiếp tục làm thực hiện câu số 3 nhé. Câu 3, xác định các câu sau thuộc kiểu câu nào, ai là gì, ai làm gì, ai thế nào. A. Bạn Hồng đang vẽ một bông hoa. B. Bạn Hồng là người vẽ giỏi nhất lớp. C. Bạn Hồng vẽ rất đẹp. Để xác định các câu này thuộc kiểu câu nào, theo các kiểu câu ai là gì, ai làm gì, ai thế nào mà các con đã học, thì các con chúng ta sẽ phải nhớ lại kiến thức về các cái kiểu câu. Kiểu câu ai là gì, ai làm gì, ai thế nào là kiểu câu có bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, đó là những từ ngữ chỉ người, chỉ sự vật, đồ vật, con vật, vân vân. Bộ phận trả lời câu hỏi là gì sẽ là những từ ngữ khẳng định và giới thiệu một vật hoặc một người nào đó. Bộ phận trả lời câu hỏi làm gì là những từ ngữ trong đó có chứa từ chỉ hoạt động. Bộ phận trả lời câu hỏi thế nào là bộ phận có chứa những cụm từ và cụm từ có chứa những từ chỉ tính chất, đặc điểm. Để xác định câu thuộc kiểu câu nào thì chúng ta hãy đặt các câu hỏi theo các cái mẫu câu. Ví dụ như câu A là bạn Hùng đang vẽ một bông hoa. Để biết câu này là câu thuộc kiểu câu nào, các con hãy đặt một câu hỏi theo mẫu câu ai là gì, ai làm gì, ai thế nào. Ví dụ, bạn Hồng là gì? Thì trong câu A này chúng ta không thể trả lời được câu hỏi này, cho nên câu này không phải là câu ai là gì. Chúng ta đặt câu bạn Hồng làm gì? Thì chúng ta sẽ trả lời là bạn Hồng đang vẽ một bông hoa. Vậy câu này sẽ là câu theo mẫu câu ai làm gì. Câu B, bạn Hồng là người vẽ giỏi nhất lớp. Chúng ta hãy đặt câu hỏi bạn Hồng là gì. Chúng ta sẽ trả lời là bạn Hồng là người vẽ giỏi nhất lớp. Vậy câu này sẽ là câu theo mẫu câu ai là gì. Câu C, bạn Hồng vẽ rất đẹp. Chúng ta sẽ đặt câu bạn Hồng vẽ là gì. Câu này chúng ta sẽ không trả lời được. Chúng ta hỏi bạn Hồng vẽ làm gì? Thì câu hỏi này cũng không phù hợp và không trả lời được. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là bạn Hồng vẽ thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời bạn Hồng vẽ rất đẹp. Vậy câu này sẽ là câu theo mẫu câu ai thế nào? Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con xác định các cái câu thuộc kiểu câu nào. Vậy thì các con chúng ta phải là nhớ lại kiến thức về các cái kiểu câu mà các con đã học.
để các con chúng ta xác định được tiểu câu và chúng ta sử dụng việc là nói viết các cái câu theo các cái tiểu câu mà các con đã học. Tiếp theo cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang câu bài tập số 4. Câu 4. Tìm các từ chỉ sự vật thích hợp điền vào chỗ chấm. A. Chấm 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 là học sinh lớp 3B. B. Chấm 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 lớp em có màu xanh. C. Mùa hè chấm 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 nở đỏ rực. D. Chim chấm 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 hót véo von trên cây. Vậy chúng ta hãy tìm từ chỉ sự vật để điền vào chỗ chấm vào các câu để được câu hoàn chỉnh có nghĩa. Để chúng ta tìm được cái từ thích hợp điền vào câu A thì các con chúng ta sẽ tìm từ để trả lời cho câu hỏi ai là học sinh lớp 3B. Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ là em là học sinh lớp 3B, hoặc là chúng em là học sinh lớp 3B, bạn Lan là học sinh lớp 3B, bạn Toàn là học sinh lớp 3B, vân vân. Chúng ta sẽ chọn một từ nhé. Cô chọn từ chúng em là học sinh lớp 3B. Ý B, chấm 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 lớp em có màu xanh. Chúng ta hãy đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi, cái gì lớp em có màu xanh? Chúng ta sẽ trả lời, ở lớp chúng ta thì có cái bảng có màu xanh này, có cái cửa sổ, có thể cửa sổ có màu xanh, hoặc là tường có màu xanh, vân vân. Vậy các em hãy chọn một từ nhé. Cô chọn từ khăn trải bàn lớp em có màu xanh. Mùa hè chấm 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 nở đỏ rực. Chúng ta sẽ tìm từ để trả lời cho câu hỏi. Cái gì mùa hè cái gì nở đỏ rực? Vậy thì chúng ta sẽ chọn là mùa hè cây phượng nở đỏ rực. Chúng ta sẽ điền từ cây phượng vào câu C. Ý D, chim chấm 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 hót véo von trên cây. Chúng ta hãy đặt câu là chim gì hót véo von trên cây. Vậy thì chim mà có thể hót được thì đó là những loại chim nào? Các con chúng ta hãy lựa chọn một loài chim mà chúng ta biết. Ví dụ như là chim vành khuyên hót véo von trên cây, hoặc là chim chào mào hót véo von trên cây. Cô chọn là chim vành khuyên hót véo von trên cây. Như vậy thì vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện là tìm những cái từ chỉ sự vật để điền vào chỗ chấm được câu hoàn chỉnh. Vậy thì qua cái phần vừa hướng dẫn vừa rồi, các con chúng ta xem là các con chúng ta đã làm điền được bao nhiêu câu, đã đúng chưa? Và những bạn nào mà chúng ta điền mà thấy là nó chưa có phù hợp thì các con chúng ta sửa chữa lại nhé. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các con chúng ta ôn tập môn tiếng Việt. Mong rằng các con chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức và tiếp thu cái kiến thức thật là tốt để chuẩn bị cho cái thời gian học tập sắp tới. Cuối cùng thì cô chúc cho các con chúng ta có sức khỏe và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.